Vâng, lời đầu tiên em xin cảm ơn tất cả các đại gia đình mình đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Hương Giày Si chính hãng nhá. Tối hôm nay cái quay này của em nó không kịp sạc điện, đâm ra nó hơi đứng, các bác thông cảm. Đôi đầu tiên thì em giới thiệu sản phẩm là cái đôi này rất là mới đẹp bác nhé. Mã này của nó là mã H40, đôi này size 39 nhé. Size 39. Đấy, rất là đẹp này. Hàng này bình thường mình check web là đôi này của nó 8 đến 10 triệu đấy. Nhưng mà bán có 400k thôi nhé, size 39, mã H40. Vâng, tiếp tục của đôi thứ hai, hàng này là da của nó là da da lộn cả nhà nhé. Đôi đẹp quá, pha phối màu đẹp. Con này H35, size 40,5, 400k nhé. Mới lắm các bác nhé. Tối hôm nay em quên không kịp nạp điện, đâm ra là quay nó không ấy đâu, các bác theo dõi cẩn thận nhé. Hàng này hàng Nike nhé. Bác nào có nhu cầu theo dõi kênh của Tuấn Hương, hai bố con hàng ngày thay phiên nhau bán, em là các bác yêu quý được các bác, thứ nhất là các bác đăng ký kênh nhé để tiện cho theo dõi nhé. Bây giờ em quay buổi tối đấy, xong tối nay em đăng thì sáng mai các bác chốt đơn sớm nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. H35 con này 400k nhé, size 40,5. Vâng, tiếp tục một đôi like này. Con này H coi như là H46 đi, size 43, con này 350k, H46 nhé, mã H46. Vâng, size 43 với mức giá tiền là 350k. Đấy, em quay rất là mới nha. Một hai hôm vừa rồi em xả đây, bây giờ là không có hàng xả các bác nhé. Hàng này toàn hàng tuyển, hàng mới vừa về chiều nay nhé. Con này H39 size 42. Con này pha phối rất là đẹp. Giá tiền là đi 400k. Các bác nhìn thấy em quay mới không? Con này H39 size 42, 400k nhé. Vâng. Con này nai này. Hàng lai của nó nhẹ đẹp đấy. Đẹp ơi là đẹp các bác nhé. Con này mã của nó là mã 300, size 43. Con này 300k. Vâng, em quay cho các bác cả đế này, rất là mới. Các bác nhớ yêu quý kênh thì các bác gọi điện và nhắn tin và đăng ký kênh để tiện theo dõi chốt những cái đơn hàng rất là đẹp nhé. Thứ nhất em có cả kính, ai có nhu cầu thì gọi điện trực tiếp. Một là kính, hai là visa, ba là thắt lưng nhé. Cái này em chỉ có đăng xen kẽ thôi, bác nào có nhu cầu thì gọi điện và nhắn tin. Con này Adidas nhé. Con Adidas này đẹp quá, H15, con này size 42 ạ. Hàng Adidas lúc nào của nó cũng đẳng cấp, size 42. Con này là đi mức tiền của nó là đi 500k các bác nhé. Em bán nó có những cái đôi 5 đến 700 nhé. Có đôi tiền triệu các bác nhé. Đấy, những cái hàng này là hàng tuyển. Đây, em quay đôi này này, đôi này hàng của Mỹ này, mới tinh như này. Đấy, em bán toàn triệu, triệu hai một đôi, anh nào nhu cầu thì chốt con này nhé. Con này G47, size của nó size 43. Đó. Con này bán triệu hai đôi đấy. Đây, anh em nào to cao quần bò nhé, hàng ra Hà Nội nhé. Đôi này đúng đúng là đẳng cấp này. Đôi này hàng rất là quý tộc này. Mã còn là 305, size 42. Con này với mức tiền là 400k nhé. Hàng này các bác nhìn này. Hàng Makin. Để đây đấy, nhìn đấy, anh em nào mà yêu hàng hiệu thì đấy, nhìn này, mã của nó rất là đẹp. Tiếp tục một đôi này nữa này, nhẹ như bốc luôn. Đôi này size 42, 400k, mã 306. À, em quay cho này, đế này, hàng hiệu này.
Đấy, một màu rất là đẹp. Bác thấy không? Vâng, tiếp tục một đôi này nhé. Đôi này sắc xanh rồi, không biết con này chưa đánh số nữa mà. Điểm xem con này size bao nhiêu nhé. Con này size 40 các bác nhé. Size 40, mã 25. Con này 350 nhé. Đôi đẹp thế này. Đôi quá đẳng cấp. Đôi này E5 này, size 42,5. Con này 500k nhé. Toàn hàng chuyển này các bác nhé. Nhìn nó quay cận cảnh rất đẹp không? Mới, phải nói là mới đét đẹp luôn đấy. Con này H8 này. Chân của nó 40,5. 350 nhé. Con này H8. Mã của nó. Hàng Adidas nhé. Ra lột. Các bạn nhìn thấy chất chưa? Màu dịu. Tiếp tục một đôi Nike này. Đôi này nhẹ thế. Con này mã 22 các bác nhé. Size 41. 350 nhé. Hàng này toàn hàng mới đấy, lọc ra hết tất cả để bọn em xả vào cho. Những cái này size này số, những cái đôi nó không được chất lượng em bán được cho người ta đi tập thể dục và đi lao động các bác nhé. Đó. Còn những cái đôi này là bán thời trang, bán cho những nhà đẳng cấp yêu những hàng si nhé. Và con mã 22, 350, size 41. Một đôi vọng quắt khủng bố nha các bác nhé. Anh nào chất chơi. Con này G38 size 42, con này 400k nhé. Hàng này hàng khủng bố nhé. Hàng này anh nào to cao áo phông quần bò thì đẳng cấp này. Hàng vặn cót các bác nhé. Con này G38 size 42 với mức tiền là 400k. Nhìn thấy đế không mòn chưa? Vẫn còn mới rất là đẹp. Cảm ơn các bác ủng hộ nhé. Vâng, tiếp tục một đôi này này. Đôi này nó pha phối đây. Đôi này CMV nhé. Đấy, ký hiệu mã 05 size 44. Con này 350 nhé. Này, CMV này. Đế này. 350 cả nhà nhé. Mã 05 size 44. Đấy. Đôi này để trưng bày. Vâng, tiếp tục một đôi rất là nhẹ này, màu trắng các bác nhé. Con này X36 350k với size số của nó là size 4 chân 42 bác nhé. Anh nào ưa cái đẹp mà màu sáng thì chốt đôi này nhé. Nhắn tin gọi điện và đăng ký kênh nhé. Để ủng hộ shop càng ngày càng đông người vào để tương tác nhé. Để cho shop càng ngày phát triển nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các cô, các chú, các bác đã yêu hai bố con, tức là bán chiên hàng si nhé. Đấy, nhắn tin gọi điện Facebook và đăng ký kênh. Đấy, em còn một đôi Adidas này. Adidas này nhẹ thế. Hãng Adidas này còn được nhẹ thế. 42,5 nhé. Con này mã 321. 350 nhé, Adidas nhé. Adidas các bác nhé. Ba mã của nó 321 nhé. Size 42,5 với mức tiền 300k. Tiếp tục một đôi vạt cót này. Đôi này gam màu rất là đẹp này các bác. Một đôi này mới thế.
Đôi này mã 01 nhé. Hàng vặt cót nhé. Điểm size size bao nhiêu này? Con này size 42. Con này 400k nhé, mã 01. Con này chưa ghi nhưng em đọc mã 01 size 42. Mức tiền con này là 400k. Để tiếp tục coi như là dừng lại buổi livestream hôm nay, là một lần nữa xin chân thành cảm ơn những bà con cô chú các bác có những yêu quý kênh Sốt Xuân Hương để theo dõi tiện những cái buổi livestream của hai bố con nhé. Các bác yêu quý kênh các bác nhắn tin là một này, gọi điện là hai để chốt đơn, ba nữa là đăng ký kênh nhé. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Đấy, các bác thấy chưa, đế điếc rất là ok.